Shipper bị cướp cả xe lẫn thùng hàng. Khánh Duy, 25 tuổi làm shipper đang giao ở hẻm 133 võ duy ninh, phường 22, quận bình thạnh trưa ngày 11 tháng 7. Lúc này một tên cướp nhảy lên xe nổ máy và phóng đi cùng toàn bộ hàng hóa trên đó. Duy chạy bộ đuổi theo hơn 200m đến đầu hẻm thì mất dấu. Duy cho biết chiếc xe máy là công cụ mưu sinh của vợ chồng anh, mua cách đây một năm, giá 21 triệu đồng. Không chỉ mất xe, anh còn phải đền cho những khách bị mất hàng hôm đó ước tính vài chục triệu đồng. Trong số khách hàng có Huỳnh Vi ở quận Bình Thạnh cho biết, Duy là nhân viên giao hàng quen thuộc ở phường 22, được các gia đình trong khu vực này rất quý. Vi đã cùng Duy đi xin trích xuất camera an ninh của từng nhà trong hẻm 133, làm bằng chứng trình báo cơ quan công an. Vi cũng đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng xã hội quyên góp giúp đỡ. Báo Venice Red cho biết, đến chiều ngày 12 tháng 7, Duy cho biết nhận được 85 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và xin dừng nhận tiền. Số tiền này đủ để mua chiếc xe mới đền hàng cho công ty và dư ra một khoản nhỏ. Duy tâm sự, tôi vô cùng biết ơn. Giờ tôi chỉ mong được tiếp tục đi làm nuôi gia đình và giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người khi biết phần kết câu chuyện nói trong họa có phúc với Duy, có cái kết đẹp, mà mấy vụ dậy sóng mạng xã hội kiểu này các chú công an tìm nhanh lắm yên tâm đi.